Chuyển đổi số đang là xu hướng không chỉ trong các doanh nghiệp lớn, mà ngay cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có nhu cầu trong số hóa các thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp nhằm mang đơn giản hóa thủ tục, mang đến trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp cũng đang gặp phải không ít khó khăn, đòi hỏi những giải pháp kịp thời tháo gỡ. Ngoài những hạn chế về trình độ nhân sự, cơ sở vật chất, một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp lo ngại nhất hiện nay khi thực hiện chuyển đổi số, đó là vấn đề bảo mật trong vận hành điện toán đám mây. Về cơ bản, điện toán đám mây cho phép các cơ quan doanh nghiệp làm việc, vận hành chung trên một hệ thống máy chủ được đặt trên Internet, thay vì máy chủ riêng đặt tại từng cơ quan doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm công sức và chi phí để bảo trì và nâng cấp máy chủ, đồng thời tạo cho khách hàng trải nghiệm tiện lợi hơn. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khiến người dùng lo ngại, bởi toàn bộ hệ thống đều vận hành trên nền tảng Internet, môi trường rất dễ xảy ra mất an toàn bảo mật. Chúng tôi trong thời gian gần đây thì cũng đặt mục tiêu là đẩy mạnh hơn nữa ở quá trình chuyển đổi số để có thể thu hút được thêm nhiều khách hàng hơn nữa, đặc biệt là đối với khối khách hàng bán lẻ. Chính vì vậy cho nên là mục tiêu trong năm nay và năm sau của UDBank là sẽ đẩy mạnh phát triển Open API để phát triển và mở rộng thêm nhiều cái dịch vụ nữa, giới thiệu đến nhiều tiện ích hơn nữa cho các khách hàng. Cái sự lo ngại, họ chưa yên tâm lắm, họ chưa tin tưởng lắm về câu chuyện là liệu ứng dụng của họ, dữ liệu của họ chuyển đổi lên điện toán đám mây ở trên các cái đám mây của các nhà cung cấp dịch vụ thì có được an toàn, có được bảo mật hay không. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi tuần có khoảng từ hơn 100 đến hơn 200 các cuộc tấn công thành công vào các trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan tổ chức Việt Nam. Mỗi tháng có hàng trăm lỗ hổng bảo mật của các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, thậm chí là lỗ hổng trên chính hệ thống bảo mật được phát hiện. Trong đó nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được công bố mà chưa có bản cập nhật để ngăn chặn việc khai thác các lỗ hổng này. Trong vấn đề cloud thì Bộ đã ban hành văn bản hướng dẫn, trong đấy là thúc đẩy là các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, đảm bảo an toàn an ninh mạng. Thì thông qua hoạt động này thì các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ cũng như các đơn vị Việt Nam, các cơ quan tổ chức tại Việt Nam khi lựa chọn chuyển lên nền tảng cloud thì có cái sự lựa chọn để đảm bảo là ngoài các hoạt động nghiệp vụ của phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động của cơ quan tổ chức thì đi kèm đấy là tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn an ninh mạng. Trước những lo ngại trên, nhiều đơn vị vận hành cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và thắt chặt an toàn khi vận hành điện toán đám mây trong chuyển đổi số. Có rất nhiều những cái giải pháp họ có thể là tự xây dựng cái hành trình chuyển đổi số của mình, nhưng mà thường thì sẽ thuê một bên tư vấn. Thì tư vấn có thể trong nước hay quốc tế. Thì trong nước cũng có rất nhiều những doanh nghiệp lớn như Viettel hay FPT, CMC có thể tư vấn. Thì các doanh nghiệp nên dùng tư vấn thì để vượt qua cái bước đầu tiên khó khăn. Chuyển đổi số là kết quả tất yếu trong hành trình phát triển kinh tế xã hội, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của những công nghệ hiện đại như điện toán đám mây. Vì vậy, đòi hỏi sự phát triển và nâng cấp không ngừng của hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong môi trường chuyển đổi số.